Tiểu sử đồng chí Nguyễn Hữu Đông. Ông Nguyễn Hữu Đông, năm 2 tuổi quê ở Phú Thọ, ông Đông có trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh, cử nhân luật. Ông Nguyễn Hữu Đông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 dự khuyết, khóa 13, đại biểu Quốc hội khóa 15. Ông công tác trong ngành Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ trong gần 9 năm, trưởng thành từ vị trí kiểm sát viên thành phố Việt Trì. Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Hữu Đông kinh qua nhiều chức vụ ở tỉnh Phú Thọ như Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Phú Thọ, Phó ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Lập, Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy Phú Thọ. Tháng 10 năm 2015, ông Nguyễn Hữu Đông làm Phó Bí thư tỉnh ủy, rồi Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Phú Thọ. Tháng 3 năm 2016, ông Đông được điều động tới Sơn La giữ chức Phó Bí thư tỉnh ủy. Sau đó, ông được Bộ Chính trị ra quyết định chuyển y giữ chức Bí thư tỉnh ủy Sơn La thay cho ông Hoàng Văn Chất nghỉ hưu. Tháng 9 năm 2020, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Sơn La lần thứ 15, ông Nguyễn Hữu Đông được bầu giữ chức Bí thư tỉnh ủy Sơn La và giữ cương vị này từ đó đến nay. Bộ Chính trị điều động ông Nguyễn Hữu Đông làm Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương. Chiều tối ngày 28 tháng 6 năm 2024, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Sơn La, thôi giữ các chức vụ Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban thường vụ Bí thư tỉnh ủy Sơn La, nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Sơn La. Ông Nguyễn Hữu Đông được điều động bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương. Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cho hay, tân Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Hữu Đông là cán bộ được đào tạo chuyên ngành kiểm sát và chuyên ngành luật, trải qua nhiều vị trí công tác ở địa phương. Ông Nguyễn Hữu Đông được đánh giá là cán bộ có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống giản dị, khiêm tốn, điềm đạm, luôn nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của người cán bộ đảng viên, cấp ủy viên và người đứng đầu cấp ủy địa phương. Thay mặt lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, ông Phan Đình Trạc chúc mừng ông Nguyễn Hữu Đông được Bộ Chính trị điều động bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương. Trưởng Ban Nội chính mong trên cương vị mới, tân Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Hữu Đông sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đạt được nhiều thành công hơn nữa, phấn đấu cùng tập thể lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao phó. Phát biểu nhận nhiệm vụ công tác, ông Nguyễn Hữu Đông chia sẻ, sau hơn 8 năm công tác tại tỉnh Sơn La, tôi rất vinh dự được Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tin tưởng điều động, bổ nhiệm tôi về công tác tại Ban Nội chính Trung ương. Ông bày tỏ lời cảm ơn chân thành và sâu sắc về sự tín nhiệm, tin tưởng điều động bổ nhiệm và phân công, giao nhiệm vụ cho ông tại cơ quan mới. Tân Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương cũng cho hay, sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo giao nhiệm vụ của Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc. Được trở về ngôi nhà nội chính thân yêu sau 9 năm xa cách, nhận nhiệm vụ là Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, tôi xin hứa sẽ tiếp tục rèn luyện trau dồi đạo đức cách mạng, tích cực học tập nghiên cứu lý luận, nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, giữ vững nguyên tắc của Đảng, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức viên chức Ban Nội chính Trung ương, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, ông Nguyễn Hữu Đông chia sẻ. Nhận nhiệm vụ công tác mới, ông Nguyễn Hữu Đông nói, đây là vinh dự to lớn, nhưng cũng là trách nhiệm rất nặng nề. Ông Đông cũng cho hay quá trình công tác tại Sơn La, ông luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ chia sẻ tạo điều kiện của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La để ông phấn đấu và trưởng thành. Tôi nghiêm túc tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo giao nhiệm vụ của Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, được trở về ngôi nhà Ban Nội chính Trung ương sau 9 năm xa cách, nhận nhiệm vụ là Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, tôi xin hứa sẽ tiếp tục rèn luyện trau dồi đạo đức. Ông bày tỏ đây là vinh dự to lớn nhưng cũng là trách nhiệm rất nặng nề. Tân Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương mong tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ và ủng hộ ông hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Thời gian tới tôi mong muốn nhận được sự quan tâm động viên chia sẻ và phối hợp công tác thường xuyên của các đồng chí để giúp tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác mới, ông Nguyễn Hữu Đông nói. Sau khi kiện toàn Ban Nội chính Trung ương có trưởng ban là ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó trưởng Ban Thường trực là ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, ba Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương gồm các ông Nguyễn Thanh Hải, Đặng Văn Dũng và Nguyễn Hữu Đông.